này em quen cái gì buồn buồn quá đang đi rủ nhau đi lưu riêu một tí giải mỏi. Đây có cái món gỏi sứa, gỏi sứa một chiếc to đùng này. Quán nhậu 68 ở bờ hồ Lắc đằng sau chợ các bạn. Lâu ngày đi giải mỏi. Ai được món gỏi sứa ăn tiếp không biết. kêu bà chủ một dĩa gọi dĩa, bà đem dĩa to đùng anh em xong quất hết. Này biết nhiều thế hỏi. Nhưng mà mình có cảm giác là hơi bị hơi chua. Nó nhiều xoài quá. Tiếp tục là cái món thứ hai này. Món ếch bông cà này, lá lốt này. Đấy, ngon tuyệt các bạn, ếch ngon tuyệt vời thôi. Nhưng mà các bạn anh em vừa triệu tập thêm anh em nữa để ăn cái số gỏi dứa với bông cà này cho nó hết, nhiều quá mà.